Mọi người nên nhớ là ôm cái gáo dừa này nè, sát ở dưới cái đáy chậu hết mức có thể được nha mọi người. Nè, sát luôn, thọt vào cái lỗ này nè. Đó, cái công dụng khi chúng ta thọt cái đít dừa vô cái lỗ này nó cũng hay lắm mọi người. Để cái rễ nó mọc vòng vòng mà nó không lọt cái lỗ này, nó chỉ vòng vòng xoay xoay vòng vòng như cái trái dừa thôi. Hello, xin chào quý bà con, cô bác anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay thì sẵn Linh đang chuẩn bị ôm những cái phôi dừa đây, rồi Linh sẽ quay clip lại hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách ôm phôi dừa như thế nào luôn, để cho cô chú anh chị mình khi mua cái phôi bên Linh về biết cái cách ôm như thế nào là cho đúng, để cho rễ nó ra đẹp và cũng như ra rễ nhiều ha mọi người. Rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi cái cách ôm phôi như thế nào ha. Rồi đây mọi người, bây giờ chúng ta tiến hành ôm những cái phôi dừa này ha. Thì Linh sẽ chỉ mọi người cái cách ôm như thế nào để cho rễ nó ra nhiều, to, khỏe ha. Thì để ôm được những cái phôi siêu mini như thế này á, thì giống như hồi bữa Linh có hướng dẫn cô chú anh chị mình ủ phôi trước khi ôm đó, là nó ra rễ như thế này nè. Là mọi người hãy đem ôm là ok nhất ha. Nè mọi người có thể thấy cái rễ nó ra này. Thì cái cách ôm để cho cái rễ nó ra nhiều cũng như là cái rễ nó ôm sát vô cái gáo để sau này chúng ta lên chậu á, thì cái rễ nó sẽ đẹp hơn ha mọi người. Thì cái cách làm của Linh là rất là đơn giản. Linh dùng những cái chậu nhỏ như thế này nè. Đó, những cái trái dừa phẳng bay lớn đây, dừa cái chậu Linh để ở đây ôm trước. Còn những trái nhỏ này á, Linh không có cái chậu nhỏ hơn nữa, cho nên ôm đỡ cái chậu này. Cái chậu này là nhỏ nhất rồi. Đó. Chú anh chị theo. Thì trước tiên á thì chúng ta ôm là như thế nào? Thì cô chú anh chị có thể thấy đây là một cái phôi siêu mini ha. Phôi siêu mini ở dưới cái đáy chậu này nó có cái lỗ nè. Đó là mọi người bỏ vô ngay cái lỗ này luôn. Tức là mọi người ôm làm sao mà cho cái gáo dừa nó sát nhất với cái đáy dừa, cái đáy chậu sát nhất với cái đáy chậu có thể nha mọi người. Để khi mà rễ ở đây nè, nó sẽ mọc ra vòng 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 ở đây nè, nó sẽ ôm vô cái gáo dừa rất là đẹp ha. Đó, rồi sau này á rễ nó mọc đủ rồi chúng ta mới sang qua cái chậu to hơn ha. Mọi người nghe kỹ chưa, hiểu chưa? Đó, cho nên là mọi người phải ôm như thế. Mà ôm, mọi người ôm lúc đầu là muốn làm cái dáng trực hoặc là dáng huyền, đó là mọi người chỉ ôm cái dáng trực như thế này thôi nha. Cái dáng trực như thế này để cho rễ nó mọc xuống ôm cái gáo nè, rồi sau này chúng ta đổi chuyển đổi cái dáng thế sao. Mà lúc đầu ôm để lấy cái bộ rễ ôm gáo, mà bộ rễ đẹp uốn như những cái cây dừa mà Linh thành phẩm mà Linh có quay trên kênh đó, uốn rễ như thế thì chúng ta phải làm cái cách này đó, để sau này cái rễ nó mọc vòng 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 ở đây, nó ôm vô cái gáo rồi chúng ta mới chuyển qua cái đầu chậu bự ha. Rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ như vậy mọi người cứ bỏ sơ dừa lên đây, mọi người cứ bỏ sơ dừa vừa đủ đó. Mọi người đừng sợ ôm cái chậu nhỏ mà cái phôi dừa nó không đủ chất dinh dưỡng để nó lên, tại vì trong cái gáo dừa nó có cái chất dinh dưỡng riêng để dành cho cây dừa sống đó mọi người, nên mọi người cứ để như thế đó. Chỉ cần có độ ẩm thôi là nó mọc ra rất là nhiều rễ, nó sẽ mọc vòng 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 cái chậu này, nó quấn vòng 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 cái chậu, nó tạo ra cái bộ rễ rất là đẹp ha mọi người. Đây đó, mọi người đừng nên bỏ cái sơ dừa nhiều quá, có khi chúng ta tưới nước đó, nó bị ngập úng á mọi người, là nó cũng hư cái mầm nữa ha. Bỏ đến tầm này được rồi nè. Đó, để cho cái này lú lên nè. Đó, mọi người nên nhớ là ôm cái gáo dừa này nè, sát ở dưới cái đáy chậu hết mức có thể được nha mọi người. Nè, sát luôn, thọt vào cái lỗ này nè. Đó, cái công dụng khi chúng ta thọt cái đít dừa vô cái lỗ này nó cũng hay lắm mọi người. Để cái rễ nó mọc vòng vòng mà nó không lọt cái lỗ này, nó chỉ vòng vòng xoay xoay vòng vòng như cái trái dừa thôi. Đó. Sau này á là cái rễ của nó mọc nhiều ra, nó quấn vòng vòng ok rồi, là mọi người mới bắt đầu chuyển đổi dáng thế hoặc là để dáng vậy luôn cũng được ha mọi người. Mà mọi người lúc đó là mọi người sẽ sang qua cái chậu to hơn để cho cung cấp chất dinh dưỡng, lúc đó chúng ta mới bắt đầu nuôi cây, xử lý cây. Chúng ta ôm như thế này á thì cây nó lên đó, thì chúng ta chỉ xử lý cái ban đầu rồi cho nó đỡ lùn thôi.
đó. Rồi đến khi ta chuyển đổi gián thế xong là lúc đó chúng ta mới bắt đầu là chính thức xử lý cho cái cây ha. Rồi mọi người cứ làm như thế thôi, cứ bỏ cái phôi dừa vô đây rồi xong đó, rồi bỏ sâu dừa vô cứ vậy. Mọi người cũng có thể dùng những cái chai nhựa, chai nước ngọt đó ôm cũng được mọi người, nếu cái phôi nhỏ quá. Còn cái này cái phôi của mình cũng vừa vừa, ôm cái này cũng tạm ổn. Còn những cái phôi bự á, thì mọi người lấy chọn những cái chậu nào mà nó nhỏ nhất, nó nhỏ mà nó vừa, nó xấp xỉ với cái gáo dừa càng tốt nữa mọi người. Cái rễ nó mọc ra đó nó sẽ ôm vô cái gáo rất là đẹp ha. Rồi đó mọi người cứ để vậy thôi, rồi mình để cái chỗ mà hơi thoáng mát một chút xíu, đừng có nắng quá, rồi tưới nước ấm ấm từ từ á là nó sẽ lên thôi mọi người. Đó rất là đơn giản thôi mọi người. Thì cũng Linh nói cái clip trước á, thì mọi người để cho nó ra rễ như nè, mọi người mua cái phôi của Linh về mọi người ủ thêm. Cái cách ủ thì Linh có nói clip trước rồi ha, có gì cô chú anh chị nào mới xem clip này chưa biết thì có thể lên kênh lục lại xem ha. Chúng ta ủ xong cho nó ra những cái rễ như thế này nè, chúng ta ở đem đi ôm nó rất là an toàn, nó rất là mạnh mọi người. Đó như cái này nè, ra rễ dài luôn nè mọi người thấy không, đây nè đó, rễ rất là dài luôn nè. Đó đây là những trái dừa siêu mini mà Linh cũng đang cung cấp nè mọi người. Cái này là cái loại phôi là sưu tầm mọi người, nó không có nhiều đâu, những cái loại nhỏ xíu siêu vậy không có nhiều đâu. Thì thời gian qua thì Linh cũng có cung cấp một số cho cô chú anh chị, thì Linh có chừa lại một ít đây để Linh ôm để chơi đó, chứ cái hàng này cũng không phải lúc nào cũng có đâu mọi người. Cô chú anh chị nào muốn xài phôi này á, thì có thể đặt Linh trước để Linh đi săn, mà có thì gửi cho cô chú anh chị. Chứ bây giờ là phôi này thì cũng còn không còn nhiều nữa mọi người. Đó cái cách ôm phôi cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Đó. Mọi người lấy cái phôi ra để vô mắt tầm chưa đầy 1 phút nữa là chúng ta ôm được một cái phôi ha. Thì còn ở đây thì Linh sẽ ôm sau, chủ yếu là hướng dẫn cô chú anh chị mình thôi. Clip chắc cũng khá dài đó mọi người. Linh xin nói thêm là Linh có cung cấp những cái cây bonsai dừa thành phẩm, cũng như những cái phôi như thế này nè cô chú anh chị, hoặc là những cái phôi siêu mini như thế này. Mà hàng này thì có khi có khi không nha mọi người. Còn cái hàng mini này là lúc nào Linh cũng có hết. Còn cái hàng siêu mini này á, là thuộc cái loại hàng sưu tầm, nó không phải lúc nào cũng có đâu mọi người. Ha. Thì cô chú anh chị nào muốn mua cây dừa thành phẩm hoặc là mua phôi thì cứ liên hệ với Linh qua cái số điện thoại ở trên màn hình ha. Thì kết bạn Zalo với Linh, Linh sẽ gửi những cái hình ảnh phôi cũng như cây thành phẩm cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình yêu thích cái nào thì chốt đơn thì Linh sẽ ship code toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn ha. Xin chúc cô chú anh chị mình sẽ làm ra những cái cây bonsai thật là đẹp để chúng ta trưng trong phòng khách và bất cứ cái nơi nào cô chú anh chị thích, để đón may mắn cũng như tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai này ha. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng cũng như luôn luôn may mắn trong cuộc sống ha. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị mình trong những clip về bonsai dừa lần sau ha.